Anh Hiệp à? Anh đang ở dưới khu nhà tôi ấy à? Dạ. Phòng của tôi là phòng 405 ạ. Dạ vâng. Chào anh ạ. Chung là cũng ổn đấy. Tôi đã đọc bản báo cáo này mà Duyên gửi trong email, nhưng có một số phần cần phải điều chỉnh. Lưu ý. Đây, tôi muốn nốt lại. Tại mục số 3 và mục số 7 cần phải sắp xếp lại này. Và phần báo cáo hiện trạng khảo sát cần phải bổ sung số liệu nữa. Ở đây tôi còn mang theo số lỗi cho cô này. Dạ. Cảm ơn anh. Đây là số liệu đánh giá về độ bền của tre trong các điều kiện môi trường khác nhau. Cô có thể tham khảo. May quá. Đúng lúc tôi đang cần tìm số liệu này mà không thấy. Cảm ơn anh nhiều ạ. Và đây là phương pháp xử lý tre bằng nhiệt. Một công nghệ mới. Cô nghiên cứu thử xem. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm giác như là tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải thì anh đều có thể giải quyết. Nghe tiếng ho của Duyên rất nặng. Có sao không? Tôi không sao ạ. Nếu mà cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá, sẽ không có quả đâu. Được rồi, để tôi về đây. Chào. Cô bị sốt cao rồi đấy. Tôi không sao. Anh cứ về đi ạ. Không sao thế nào được. Bị sốt cao thế này thì cần phải uống thuốc hạ sốt mới mau khỏi được. Nhà có thuốc hạ sốt chưa? Lát tôi đi mua, anh yên tâm ạ. Nghỉ ngơi đi, để tôi đi mua cho. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc. Và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên. Thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững. Trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải cố nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời, cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh, thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ. Sắp tới, bố có tiếp một đối tác rất quan trọng. Lát bố sẽ chuyển tài liệu cho con. Nhớ tranh thủ thời gian, nghiên cứu thật kỹ để con đi cùng bố nhé. Vâng ạ, lát con lên công ty con sẽ đọc luôn ạ. À, hình như
Chiều qua bố thấy Duyên đến đây, có việc gì ạ? Con muốn cải tạo lại vườn sân phía trước với trên tầng 2 ạ. Duyên và cậu bạn của cô ấy mở chung một công ty thiết kế ạ. Con bé giỏi giang và năng động thật đấy. Ở bên đấy, em có làm việc gì liên quan đến Giang không? Con của Chủ tịch Thắng ấy. Em có làm việc cùng Giang ạ. Ôi, làm việc với con sếp như thế, chắc là áp lực lắm nhỉ? Dạ không, em thấy Giang rất thân thiện. Tuy mới vào làm, chưa tiếp xúc nhiều, nhưng mà em cảm nhận được rằng Giang là một cô gái văn minh ạ. Chủ tịch Thắng đang có kế hoạch kèm cặp con gái để tiếp quản công ty sau này. Bên đấy có một cậu nữa tên là Hiệp, cũng rất giỏi, là người chơi thân với cả Giang. Đúng là đôi thanh mai trúc mã, chị thấy đẹp đôi lắm luôn ý. Anh Hiệp cũng đang là sếp trực tiếp của em đấy chị. Anh ý là một người có chuyên môn và rất nhiệt tình với mọi người ạ. Em mà được làm việc với Hiệp là rất tốt đấy. Bạn ấy tuy trẻ nhưng học hành có cơ bản, lại rất có thế mạnh trong không gian kiến trúc. Những người mới như em rất nên làm việc với cả Hiệp. Em thấy cả hai đều rất chỉn chu trong công việc ạ. Đặc biệt là sếp Hiệp, cảm giác như là lúc nào tâm trí của anh cũng đặt vào công việc ấy chị. Chị thấy Hiệp ngoài chỉn chu công việc ra còn tư duy rất tốt, ngoại hình thì như diễn viên ý. Rất nhiều cô gái thích Hiệp luôn. Không biết em có trong danh sách ấy không nhỉ? May quá, đúng lúc tôi đang cần tìm số liệu này mà không thấy. Cảm ơn anh nhiều ạ. Và đây là phương pháp xử lý tre bằng nhiệt, một công nghệ mới. Cô nghiên cứu thử xem. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Cảm giác như là tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải thì anh đều có thể giải quyết. Nghe tiếng ho của Duyên rất nặng, có sao không? Tôi không sao ạ. Nếu mà cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng quá, sẽ không có quả đâu. Dạ. Thôi được rồi, về tôi về đây. Cô bị sốt cao rồi đấy. Tôi không sao. Anh cứ về đi ạ. Không sao thế nào được. Bị sốt cao thế này thì cần phải uống thuốc hạ sốt mới mau khỏi được. Nhà có thuốc hạ sốt chưa? Lát tôi đi mua, anh yên tâm ạ. Nghỉ ngơi đi, để tôi đi mua cho.